cũng muốn về. Cái bút đã sao? Đã đau. Chị tháng thường nè. Thôi kinh chính nhiều lắm. Kinh chính ngày nay là 2k rồi, 2k tư tư rồi. 2k em quay đó. Hẹn ngày nay ngủ mất dép rồi. Hình như ăn trưa chị cũng không thấy luôn vợ này. Em mua dùng đi cho da đẹp. Mặt em thì cũng không có chi. Ừ, em mua kem trắng này. Em ưng trị mụn thì em mua kem kia, còn kem trị thâm trắng da thì em mua kem trắng. Thì da em dùng loại mồm được hết. Lấy kem trắng chị, kem trắng nghe. Cái nó ban ngày em đi chơi em đánh vẫn được nha em, đánh cho đẹp nha. Cái nó đánh ban ngày, đánh ban ngày càng tốt. Em đánh loại này thôi thì em đừng dùng thêm loại gì. Nhìn đi vẫn đã hay. Nhiều khi cái nó hình như cái chi ấy chứ không đâu phải thăm đâu ấy. Cái nó hình như chị thấy là hắn giống như tầng ngang luôn rồi á. Chị thấy hình như tầng ngang thì không thấy, biết thăm thì thấy nha. Rồi. Chị bé bấm cho mình mới quạt với quạt em mà dạ. Chú ấy cho mẹ thì cô đang nhìn như là chạy collagen cho cung cấp collagen cho da nè, cho da mà sáng căng bóng. Được em, giờ trừ làm cũng được mà. Thì da em ít mụn. Tuần tuần nữa qua làm nha. Em cứ về bôi kem đi Hị. Ok em nha. Em bôi, không, kem đó là trị thâm trắng da. Còn trị mụn thì em lấy loại kia. Mặt em không cần chị mụn luôn. Mặt em có vài con, em dùng cái kem trắng đi. Rồi, ok em nha. Bé nuôi mụn tốt. Cười dây cái tội không chịu đi nằm mụn. Lấy sữa nên lấy sữa cái này không đi. Sữa đau. Bữa hôm trước lấy ở đây luôn chứ. Dạ không, lấy bên kia. Bên nào? Em lấy cũng lâu rồi. Lâu bữa Sài Đây Gòn á. là Lấy được à, ý là không trời ơi phải lấy cơ về sở mà bên chị đúng không? dạ không bé niên chị em qua làm này. Bé niên làm rồi bé
thấy mình về mà anh không dám đi lấy bụng luôn á. Đau, đau. Không biết cách lái. Đau mặn đỏ. Chị Loan lấy mụn là siêu nhân rồi. Nên là ai với chị lấy thì thôi. Bé nó thích gì nói đó. Ai vô đây em thích chị lấy hết, không riêng chị bé nữa. Cục mũ cũng đẹp đi. Vàng ươm. Chính quá rồi. Cục mũ đẹp là em biết rồi đó. Nhà nuôi lâu quá rồi. Nhiều người họ thích coi mấy cái mụn này. Cái mà Hà nớ là hình như 2 năm rồi hả Hà? Cái đi nhậu nó kìa là 2 năm rồi đúng không? Cái hình mà chị gửi hồi sáng qua bên Hậu á, 2 năm rồi đúng không? Gần 2 năm. Ra không nhớ được. Ngày ghi vào lịch sử cái chân chị hồi lâu đây là quán cháu quẩy luôn vậy bên cạnh. Và nên thầy mang cháu quẩy nè hiền. Thì ngay không bán đó, không mở xà ba mà chừng chờ qua chỗ kia rồi. Nhưng mà nhân viên hắn với nhà gia đình hắn qua chị tìm mượn. Ừ. Hắn làm chăm sóc đồ để thâu chứ điều trị thì không. Nó làm đủ thứ. Thấy có làm mi rồi đó. Nấu mi, nấu đồ. Trong là tâm trắng, đồ đủ kiểu đó. Những con như nhử.
nặng mà khó khó vậy không ra được cái gì coi là... hình như mà họ thấy cái mùn nam càng lâu ra càng thít á, thì từ từ đánh xị xị một á mà càng bị coi mà kiểu như là hấp dẫn cái gì á. Chứ mà đã liên hóng hóng thích lắm, nhất là mũi à, kiểu đó xị xị một á, làm răng cho họ khó chịu á. Họ lấy một cái mùi nữa là nếu mà mình làm là trong 1 phút, nhưng họ làm cái video nó kéo dài đến 10 phút, mà người ta xem họ nhiều coi mà người ta trông chờ kìa mà chờ không xin ra được cái kìa. Người ta cảm tao giọt bức bội chứ, để bữa mà ta chờ cái trò chơi nhai. Bữa giờ ra bình thường luôn, cứ ra từ từ cho em mình thay đổi mà. Thì chị đang nghỉ trưa đó hả? Không có chị đang làm cái chán đi, nghỉ gì nghỉ. Chị đang chị ngủ trưa không được nha. Ở đây chắc ngủ trưa tầm 10 phút, 5 phút khỏe người chứ. Nhưng mà khó quá bỏ qua đi. Tại mà ta dạo ra rồi ta mới được nghỉ ngơi. Chưa vẫn còn do nào. Chị có việc khác thì làm. Nhưng rèn rồi đi. Số khổ là làm chuyện cũng khổ hết trơn. Có giàu cũng khổ. Đúng không ạ? Thôi đi. Thật. Em nói nghe là em bị quên nơi gà em, mình trong rằng em tắn gà cho tắn rau nữa. Cho nữ đi xếp rau. Nói thì dễ làm được không? Đúng mà. Chị không đam mê mấy nó. Chị đam mê kiếm tiền. Chung chị thích về cái khâu làm đẹp. Đừng làm thay đổi người khác.
Vèo vèo. Nước mắt chảy luôn rồi. Ông mẹ là ông thích làm chi à? Rất là được. Đúng rồi, rất là được. Nhưng Phương á, chỉ thích chơi người mà người kiểu như là cay. Chỉ có tiền là quốc khác, nhưng mà mình làm chi mình đừng có làm điều gì ấy thôi. Phương nói được á, mình làm kiếm tiền mà không ai ai là được ha. Mấy chị không làm mày hả chị? Có chứ, làm hay cái chị mà làm ấy, chị cũng hỏi chị cũng có ấy. Không thiếu một cái chị đâu. Ở đây hồ quá làm. Nói chung hôm trước tiên em cứ đẹp da đi rồi em tin tưởng đừng qua làm cái khác. Dạ. Ok. Mình phải có sự tin tưởng rồi mới đặt niềm tin được đúng không? Cái đẹp đi đã rồi tính sao? Đẹp đẹp cái đang làm này nè, chắc chắn đẹp. Chắc chắn không? Chắc chắn. Nhưng mà chị nói với cơ địa em mụn á, thì em đẹp rồi em phải chăm chứ không phải đẹp rồi em thả ra là không về lại vị trí cũ nha. Đó là điều đương nhiên luôn. Khi em ăn cơm á, em ăn thì cũng no, mà em không ăn thì cũng đói thôi, chứ không lẽ ăn một lần mà ăn đọt cả đời, đúng không? Dạ. Đơn giản da mình rất cay cấu mình đó, mình tướng tư tốt, đúng không? Nên da mình phải chăm mới đẹp được. Dạ. Em thấy người chăm với người không chăm khác nhau hoàn toàn ha. Chứ người ta phải... Chứ nhiều người hỏi mua hũ kem này xong mà đánh là hết mụn luôn à. Đánh hết thủ là hết mụn luôn à. À để thao răng họ sản xuất được nữa em. Đúng không? Mà chẳng có cơ thể của mình mà răng mình nói rửa được. Là ai mà nói trước được đâu mà đâu biết được. Đúng rồi. Nên chị nói là ví dụ người ta bị dị ứng gì đồ á, mình điều trị xong thì cũng thấy cái lùn nói là người cơ địa là thôi. Nói nhiều người câu hỏi câu không biết giải thích sao. Chắc nói luôn. Chính xác. Mà mua hũ cây mà có đảm bảo hết thảm mụn luôn á. Ôi chù cha, khỏi tư vấn luôn á. Còn cái bảo hành nữa chứ. Và cái chi à, quay nhiều lắm hài. Hỏi nhiều câu mà ta nói là... Thôi dẹp đi. Chụp đi à. Hết rồi. 2 phút rồi.